Xin chào mọi người, xin chào quý vị và các bạn. Ngay phía sau giờ là một mẫu xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, chỉ mất 2,9 giây. So với Aventador SVG là mất 2,8 giây, chênh nhau chỉ 0,1 giây thôi. Nhưng mà cuộc so kè của các siêu xe thì nó tính chỉ bằng 0,1 mà thôi. Hay là Huracan Evo là mất 3,2 giây. Đó. Tất cả các siêu xe chúng ta đều đọ tiền bằng 0, mấy giây và 0, mấy giây. Cứ tính bằng đô thôi ạ. McLaren 720S. Ngày xưa những cái mẫu xe McLaren thì thôi chỉ thuần khiết trên đường đua, thì bây giờ trước áp lực về tiền, nói chung là vậy, thì những mẫu xe này sẽ được thương mại hóa, chạy trên đường phố, cạnh tranh với cả Lamborghini, cạnh tranh với Ferrari, thậm chí Porsche. Porsche là một hãng xe làm ra những cái mẫu xe thương mại cực kỳ tốt luôn. Nó vừa có thể đua được, nó dung hòa giữa cái yếu tố của bạn có thể chạy trách được, bạn có thể ra đường phố bạn chạy một cách êm ái được. Phần thiết kế xe của McLaren, các bạn sẽ thấy được là nó theo cái hình giọt nước nhỉ. Và thực sự là tôi khá sốc với phần đầu xe. Nếu các bạn đã xem cái phần trước, mình đã cùng ngắm, cùng xem về cái Lamborghini Aventador SVG ấy, thì bạn sẽ thấy rất là khủng hoảng, quá hầm hố luôn. Nhưng mà đây, thiết kế nó tròn, nó mềm trên cái McLaren 720S này. Ngay cả phần cản là quan trọng nhất của phần khí động học cũng không quá phức tạp. Đó, nó chỉ là một chi tiết thôi, chi tiết thuần khiết. Rồi, các bạn nên nhớ rằng tất cả những cái mẫu siêu xe sẽ đọ bằng carbon. Và càng nhiều carbon sẽ càng đắt tiền. Và hệ thống đèn adaptive và trên những cái mẫu xe này thì đèn nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nó nhìn nó quá to so với quy định. Nó to quá. Mình cứ nghĩ là những mắt người ngoài hành tinh ấy. Đây, cái khe hút gió nữa này. Đó, nó lấy gió để tản nhiệt. Thực sự để mà bình về thiết kế của những cái dòng siêu xe thì còn phải dài dài, bởi vì công nghệ thiết kế của nó quá khủng khiếp. Hệ thống phanh thì cũng tương tự như Lamborghini, nó sẽ là hệ thống riêng của McLaren. Rồi, cửa mở ngược lên. Đó. À, chiếc mui đang được đóng mở. Thiết kế của những chiếc siêu xe thì rất mạnh về phần khí động học. Ở Việt Nam thì cũng có đâu một vài chiếc McLaren 720S này. Và thực sự là mình hơi bị choáng bởi vì gầm nó khá thấp mà chạy ở Việt Nam. Chút nữa thì mình sẽ ra quay cho các bạn xem, các bạn sẽ thấy được cái tại sao những siêu xe lại đọ về nhôm rồi carbon rồi những vật liệu nhẹ nhá. Và nó chỉ đắt là ở phần động cơ, ở phần khí động học, ở phần thân vỏ và khung gầm thôi. Còn mấy cái option ấy thì quá đơn giản, Apple CarPlay, màn hình được gần cảm ứng thì quá đơn giản. Đó. Rồi, toàn bộ cỗ máy được ẩn giấu sau một cái đuôi khá là đẹp, bokep, McLaren, cánh đuôi. Tất cả những cái siêu xe luôn có những chiếc cánh đuôi phải nói khủng bố tinh thần. Hơi ta tiếc một chút là mẫu xe này lại không khoe cái động cơ sau cái bắt kính như Lamborghini nhỉ. Thiết kế khoang nội thất, rồi ghế thể thao, những chiếc xe thể siêu xe thể thao có thiết kế khá giống nhau. Da này da Alcantara, rồi đường chỉ may à. Nó rất đơn giản nhưng mà đắt tiền. Cái khoang này nó thì nó khá là thuần khiết. Màn hình phía sau này rất bé này. Để mình xem cái nút khởi động nào. McLaren mình chưa ngồi lần nào ở đây. Rồi, nút khởi động đây. Có cái nối Bluetooth, mình nghĩ là sẽ có Apple CarPlay. Nhưng mà cái này nó rất hay nhá, các bạn sẽ thấy này. Thiết kế nó có gì thuần khiết là một mẫu xe đua. Chế độ xem nào. Ở đây, 3 chế độ số. Hình xếp tầng luôn. D, N, R. Rồi,
có lau control, đóng mở mui ở đây. Ở đây rồi. Rồi. Chế độ những thứ hay ho nhất trên mẫu xe này là nằm ở các cái kính điều khiển này này. ESC này, có chế độ ESC. Mình nghĩ là cái xe này sẽ có chế độ đua trách và khả năng là sẽ đây menu rồi sẽ có cái chế độ mà mình có thể drift được những cú trượt dài. Thiết kế quá dị luôn. Thực sự là rất dị. Mình hơi choáng khi nhìn trực tiếp mẫu xe này. Đó. Có lẽ là sẽ phải có một cái buổi hướng dẫn lái thử, chạy thử thì mới biết được nó hay như thế nào đây. Là khung thép cứng. Bây giờ thì mình sẽ qua bên này, ngắm một chiếc khung gầm của McLaren đã được loại bỏ. Phần thân vỏ lên trên đã được đưa ra để các bạn thấy được. Đó. Một chiếc xe siêu xe thể thao. Đây, carbon đây nhá. Đây, đây. Vật liệu nhôm nhẹ này, nhưng siêu cứng, thép siêu cứng. Rất đơn giản đúng không ạ? Ở phía động cơ thì đặt sau. Động cơ đặt sau cho nên các bạn sẽ thấy được là phần kết cấu phía trước rất là đơn giản luôn. Tất cả vật liệu nhẹ. Gõ vào sẽ thấy. Đấy, carbon, đọ nhau bằng carbon và phần động cơ này. Phần động cơ đã chiếm hết toàn bộ phần xe rồi còn đâu. Trên những siêu xe thể thao thì bán động cơ là chính. Bán hệ thống lái là chính, bán hệ thống phanh là chính. Và động cơ trên cái 720S của McLaren ấy thì nó có mã là 840 M840T, dung tích 4.0. 4.0 thôi nhưng mà công suất cực đại là 720 mã lực và moment xoắn cực đại là 770 Nm. Nhưng mà theo thông số mình có được lại đạt tua cực đại là ở 5.500 vòng phút. Đấy, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 2.9 giây và 0 đến 200 km/h 7.8 giây. Tốc độ tối đa là 341 km/h. Thực ra để có thể cảm nhận hết những cái chế độ lái của mẫu xe này, mình nghĩ là phải vào đường đua. Mà ở Việt Nam thì chả có cái đường đua nào nó có thể thỏa mãn. Chắc là phải đường đua kiểu như là F1 của Malaysia, Sepang, rồi là Autodome, Dubai, rồi nước Bogging, rồi những cái trường đua ở cái nước phát triển. Thôi thì ngắm vậy. Ngắm cái đường nét của thiết kế của siêu xe. Rồi anh em xem nhớ subscribe và rung chuông cũng như comment hay share clip giúp mình nhá. Sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cái sản phẩm mới đang có mặt tại triển lãm Bangkok Motor Show. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn sự theo dõi của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.